chị về chia sẻ luôn cái cảm nhận của mình về bộ sàn này. Cảm ơn khi mà được anh nhà chia sẻ bộ này thì cảm nhận là khi mà hát thì mình cảm thấy là hát nó nghe vào mic nó hay, mà mình cảm tưởng là mình không tốn kiến thức ấy đấy, và nó bắt mic nhẹ, bắt mic và hát rất là hay. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là lòng của chị. Ôi, xong hành trình di chuyển hiện tại chúng em đã có mặt tại nhà anh chị Hằng Thụy. Xin mời các anh em cùng theo chân Zika vào bên trong như là quá trình chúng ta cùng em bàn giao. Đúng như vậy, mình đang với cấu hình combo của anh chị thì có một cặp loa VA12 và một loa siêu trầm bass 40 F1800. Bên trong cả. Bên trong thì cặp loa này thì có hệ thống đẩy 23321. Chúng em đi vào thi công lắp đặt nhanh cho anh chị cũng bận buổi chiều đi làm. Bây giờ cũng đang 3 giờ chiều, thời tiết Hà Nội cực kỳ. Đối với cái bộ sàn như thế này thì Zika chúng em thường sẽ hỗ trợ bàn giao lắp đặt tại nhà luôn. Anh giúp này tí để tìm chỗ đẩy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói được gì cho ngực em ái lạ như con tim vừa phi. Cảm nhận của mình về bộ tràng này. Cảm ơn khi mà được anh nhà chia sẻ bộ này thì cảm nhận là khi mà hát thì mình cảm thấy là hát nó nghe và mic nó hay, mà mình cảm tưởng là mình không tốn cái sức ấy. Đấy, và nó bắt mic nhẹ, bắt mic và hát rất là hay. Những chia sẻ rất là lòng chị. Anh chị dùng cái bộ mới là một đôi loa VA12, chúng ta đã tư vấn cho anh chị với bộ full 330. Cái là hệ thống 7X23, X321. Hiện tại chị hiện tại đây còn một bộ loa siêu tròn như thế nào của khu vực này. Trong này trong S1840. Con này để trong thời hai hoa bộ có win combo này là 1, 2, 3, 4 cái bit có giá trị lên đến 46 triệu đồng. Và Zika sẽ tặng đầy đủ full dây giáp phụ kiện cũng như là miễn phí lắp đặt tại nhà cho bán kính 50 km, cũng có thể đi hàng trăm km ra con này nha. Ở một video chia sẻ tình cảm và khi mà chúng em có những cái có những hành trình công tác nha, em xin phép được kết lại video đây.